Xin chào tất cả các bạn nha. Để chúng ta có được những viên pin 18650 như thế này, để chúng ta gắn vào đèn pin hoặc là sạc dự phòng thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua những viên pin mới. Ví dụ đây là những viên pin mới đây. Thì cái chất lượng nó sẽ ổn hơn và giá thành nó sẽ cao hơn. Cách thứ hai nữa là chúng ta có thể là gỡ từ những cái viên pin laptop cũ hư như thế này. Thì khi một cái viên pin laptop mà nó không còn cầm điện nữa thì có hai trường hợp xảy ra. Một đó là do cái mạch điều khiển hư. Trường hợp này thì nếu như trong cái viên pin này có 6 viên pin 1650 thì chúng ta khui ra là cả 6 viên này đều hoàn toàn là chúng ta sử dụng được bình thường, thậm chí là những viên pin rất là chất lượng. Trường hợp thứ hai đó là một trong 6 viên pin này có sự cố thì nó sẽ làm cho nguyên cả một cái chuỗi của cái pin laptop nó sẽ không còn cầm điện nữa. Chính vì vậy là khi chúng ta khui những cái pin laptop ra để chúng ta lấy pin 1650 thì rất là chất lượng nha. May mắn thì chúng ta khui ra những viên pin ban rất là ổn luôn. Thì trong video này mình sẽ test và mình khui thử một cái viên pin laptop. Cái này là viên pin này là chính hãng mua bên Mỹ, là cái laptop này là laptop HP mua bên Mỹ, mặc dù là cũng khá lâu rồi, tuy nhiên đó là đây là những viên pin chính hãng. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui ra nha. Hên xui thì mình có thể là được những cái viên pin rất là chất lượng luôn, còn không thì chúng ta sẽ gặp cái trường hợp là chúng ta có những viên pin đây như mình, đây rất là nhiều viên pin không sử dụng được nữa. Khi chúng ta khui cái này chúng ta hết sức cẩn thận nha. Trong quá trình khui có thể là nó sẽ chập các viên pin lại với nhau, có thể là xảy ra cái hiện tượng là cháy luôn đó, cho nên chúng ta khui hết sức cẩn thận. Và đặc biệt là chúng ta dùng kềm nha, dùng tay thì rất là dễ bị đứt tay. Đấy, mình cứ mạnh dạn mình khui ra. Chúng ta dùng kềm, chúng ta không nên dùng dao nha. Dùng dao có thể làm nó sẽ nguy hiểm đó. Và chúng ta hạn chế cái việc mà làm cho các cái đầu cực nó chập lại với nhau. Nhiều khi chúng ta đang khui ra là nó cháy đỏ luôn, cho nên chúng ta lưu ý nha. Đấy, giờ nó xuất hiện lộ diện rồi nè. Cái xe pin laptop này tổng cộng là nó có 6 viên. Nhìn thấy hình dạng bên ngoài là mình cũng đã biết được điều đó. Rồi, chúng ta cứ mở từ từ thôi, không gấp. Mình mở rất là nhiều rồi, đa số là hư mạch là nhiều. Có một vài trường hợp đó là hư pin nhưng mà rất ít, đa số là hư mạch. Thì trong quá trình sử dụng laptop thì mọi người hay ghim sạc liên tục, cho nên dẫn đến là có thể là những cái mạch nó bị cháy. Và khi cái mạch nó bị cháy rồi thì làm cho cái viên pin không sử dụng được nữa. Thì mình sẽ nói là pin hư nhưng thật ra là nó không hư gì cả. Nếu mà chúng ta chưa từng mở thì cũng sẽ khó khăn đấy nha. Mình ở đây cũng đã có kinh nghiệm mà. Nếu mở đây là để quay video cho chúng ta, chứ còn nếu mở mà để mà lấy sale thì mình sẽ mở nhanh. Rất là dễ đứt tay nha, mấy cái kẽm này rất là dễ đứt. Hết sức cẩn thận. Bây giờ mình sẽ được 6 viên pin. Những cái viên pin này thì không thấy có ghi thương hiệu, không có ghi thương hiệu gì cả. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy đồng hồ để mình đo xem coi trong 6 viên pin này có viên pin nào nó chết hẳn hay không nha. Theo như mình biết thì chủ nhân của
cái pin laptop này thì cũng bỏ cái pin này khá lâu, có thể là có những cặp nào đó là không còn điện luôn. Nếu không còn thì mình sẽ kích lại. Mình thì không phải là thợ điện chuyên nghiệp cho nên những cái đồng hồ của mình cũng bắp lắm nha. Các anh chị các bạn xem chúng ta đừng cười nhé. Đây, cặp này là tuyệt vời, chúng ta thấy không? 4V, 4,019V. Đó, coi như cái cặp này là không có vấn đề gì nè. Để mình thử cái cặp này. À, 1,249, vậy là cặp này nó có vấn đề. Mình nhìn thấy có một cái viên nó hơi cái màu nó hơi tối tối nè, có thể là có một viên này nó bị gặp sự cố. Rồi mình để riêng ra. Rồi thêm một cặp nữa. Cặp này là 3828. Thì cặp này là cũng ok luôn, cặp này không có vấn đề gì. Vậy thì coi trong hai viên này có một viên là không ổn nè. À, ở đây mình nhìn thấy nè, nó có hiện tượng nó bị rỉ, nó rỉ sét. Rồi giờ mình sẽ tiến hành gỡ cặp này ra. Mình nhắc lại là khi chúng ta gỡ lên chúng ta nên có kìm ha, cái kìm mũi nhọn như thế này nè, chúng ta là đứt tay đó. Mình đã có những lần mình mở mình không dùng kìm đó là rét máu luôn. Sẽ thử một trong hai viên này. Thì thường hai viên này nó nằm ở cặp như thế thì điện áp nó sẽ một phẩy hai sáu bốn. Thì bây giờ mình không biết cái viên nào trong hai viên này gặp sự cố, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sạc hai viên này. Nếu mà phát hiện viên nào nóng thì mình sẽ bỏ viên đó ngay lập tức luôn. Hy vọng là hai viên này có thể là khắc phục được. Còn cặp 4 viên này là ok nha. Và mình sẽ test thử là 4 viên này là nó sẽ có cái dung lượng là bao nhiêu. Như thì vừa rồi là mình đã quay video cho chúng ta xem khi chúng ta muốn có những được viên pin 1650 á, thì chúng ta có thể là mua mới hoặc là gỡ từ những viên pin laptop cũ bỏ đi. Thì hôm nay mình đã khui ra và trong đó được 4 viên là sử dụng tốt nè. Còn cặp này thì mặc dù điện áp nó rất là thấp nhưng mà chỉ có một trong hai viên này nó bị hư hẳn thôi, viên kia có thể là kích lại được. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video nha, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo. Rất là nhiều viên pin của mình là mình phôi ra mà nó đã hư, đây cũng vậy. Còn đây là những viên pin mới mua thì nó hơi tốn kém một tí. Rồi bye bye mọi người nha.